Xin chào tất cả mọi người. Ở trang 113 của chương 7, chúng ta có một phần học về từ ngữ mới, vocabulaire. Và nội dung của trang từ ngữ này nói về một cái tòa chung cư, immeuble, và les réparations là số nhiều là những việc sửa chữa. Đây là danh từ của động từ réparer. Thì là động từ nhóm 1 là sửa chữa một cái gì nó bị hư, bị hỏng. Và chúng ta nói thêm một chút về cái danh từ immeuble. Chúng ta dịch là chung cư. Chung cư là có nhiều căn hộ ở chung với nhau. Nhưng thực sự ra theo định nghĩa của tiếng Pháp thì immeuble là một tòa nhà to, cao, có nhiều tầng. Như vậy immeuble có thể dùng để làm cho một cái bệnh viện chẳng hạn, dùng cho một cơ sở hành chánh, một cái tòa nhà hành chánh chẳng hạn. Chứ không hẳn là immeuble là trong đó có nhiều căn hộ người ta cùng ở với nhau, mà chúng ta thường dịch là chung cư. Và chúng ta gọi là tòa nhà đi nhé, immeuble. Còn danh từ réparation là sửa chữa, và chúng ta thấy đây là số nhiều, và chúng ta sẽ coi các cái việc sửa chữa ở trong cái trang này. Trước hết chúng ta nói về một số các cái chi tiết ở trong một cái tòa nhà. Chúng ta dịch là tòa nhà nhé, tòa nhà cao tầng, immeuble, immeuble. Ở đây có một số danh từ tối thiểu và người ta xếp theo thứ tự alphabet, do đó chúng ta sẽ thấy nó đi từ chữ A cho tới chữ C, chữ E này. L'ascenseur là một cái thang máy, đây là một danh từ giống được un ascenseur. Le couloir là một cái hành lang. Ở trong một cái tòa nhà to và cao và dài, thường thường nó sẽ có những cái hành lang để nối kết các cái phòng này với các cái phòng kia. Le couloir là hành lang. L'escalier là một cái thang đi bộ. Ở trên này là thang máy, đây là thang bộ. L'étage, danh từ giống được là một tầng. Nếu chúng ta nói là tầng thứ nhất, au premier étage, chúng ta dùng tính từ chỉ số thứ tự, au premier étage. Tầng thứ hai, au deuxième étage, troisième étage, vân vân. Le gardien, hoặc là la gardienne. Le gardien là một người giữ cửa, la gardienne là một bà. Ở đây không phải là giữ cửa, là đứng để cái ghế ngồi để giữ cửa. Và thực sự ra những người này họ có hẳn một cái phòng, một cái căn hộ, và thường thường là ở tầng cuối cùng. Họ ở để họ quản lý cả cái immeuble này, họ quản lý cả cái chung cư này, họ lo về một số các cái vấn đề chung. Và họ thường trực ở đó luôn để chúng ta có thể nhờ việc này, việc nọ, chúng ta có thể báo cáo chuyện này, chuyện nọ, những cái chuyện liên quan tới một cái tòa chung cư, gọi là le gardien, người phụ nữ là la gardienne. L'immeuble là chúng ta vừa nói ở bên trên, là một cái tòa nhà nhiều tầng. Le local à poubelle, poubelle là một cái thùng đựng rác. Ở đây chúng ta thấy là số nhiều, local là một cái nơi để các cái thùng đựng rác. Để chúng ta hiểu rằng một cái tòa chung cư đương nhiên là có nhiều người ở, và phải có một cái khu vực để cho chứa các cái thùng rác của tất cả những cái căn hộ đó, gọi là le local à poubelle, cái phòng, cái nơi để chứa các cái thùng rác. La porte là nghĩa đầu tiên là một cái cửa, cửa ra vào của một cái phòng, của một căn nhà. Nhưng mà đây là porte d'entrée, để chúng ta, nếu chúng ta thêm vào thì đó là cái cửa ra vào chính của một tòa chung cư. Để chúng ta biết là tòa chung cư sẽ có một cái cửa lớn đi vào, thường thường đi vào một cái sảnh, có thể to, có thể nhỏ, rồi từ đó đi lên thang máy, đi lên thang bộ, rồi mới tỏa ra các cái căn hộ khác. Như vậy cái cửa này là cửa chung cho cả một cái tòa chung cư, la porte d'entrée. Le règlement intérieur, chúng ta đã học bài này rồi. Intérieur là tính từ, tức là ở bên trong. Règlement là một cái quy định, một cái quy tắc. Le règlement intérieur chúng ta dịch là nội quy của tất cả các cư dân ở trong một cái căn hộ là immeuble này. Ở đây chúng ta cần phân biệt về, tôi đánh dấu màu vàng, ở đây chúng ta không phát âm ký tự ơ này. Nó gồm có ba chữ ghép vào với nhau bằng hai cái gạch nối này. Rez-de-chaussée, gồm có bốn âm tiết. Rez-de-chaussée, nhưng do bởi ký tự ơ này không được phát âm, như vậy chúng ta chỉ còn có ba. Rez-de-chaussée, và cái âm D này nó gắn với cái âm đi trước. Rez-de-chaussée, thay vì đọc là re, chúng ta đọc là rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée là tầng cuối cùng. Một cái tòa chung cư nó có nhiều tầng thì đương nhiên là sẽ có cái tầng ở bên dưới, tầng sát đất, gọi là tầng trệt, le rez-de-chaussée. Le voisin là người hàng xóm, la voisine là người hàng xóm phái nữ. Khi chúng ta thêm chữ ơ vào thì nó chuyển qua thành giống cái, và cách phát âm nó khác đi. Le voisin, la voisine, le voisin, người hàng xóm phái nam.
La voisine, người hàng xóm phái nữ, và chúng ta đọc lại các cái danh từ ở trong một cái tòa chung cư: l'immeuble, l'ascenseur, le couloir, l'escalier, l'étage, le gardien, la gardienne, l'immeuble, le local à poubelle, la porte d'entrée, le règlement intérieur, le rez-de-chaussée, le voisin, la voisine. Trong câu hỏi thứ nhất, người ta đặt câu hỏi cho chúng ta: Qu'est-ce que vous voyez? Voyez là ngôn thứ hai số nhiều của động từ voir. Vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Bạn nhìn thấy cái gì đây? Utilisez les mots de la liste. Động từ utiliser là các bạn hãy sử dụng les mots, các cái từ de la liste của cái danh sách ở bên trên. Qu'est-ce que vous voyez? Utilisez les mots de la liste. Các bạn thấy cái gì đây? Các bạn hãy sử dụng các cái từ của cái danh sách bên trên. Như vậy trong danh sách bên trên chúng ta tìm được cái từ gì để chúng ta có thể mô tả trả lời cho cái hình này. Chứ chúng ta thấy đây là một cái thang bộ này. Cái thang này chúng ta phải bước lên, không phải là thang máy. Thì chúng ta nói là chúng tôi thấy một cái thang bộ, l'escalier. Chúng ta thấy một ông thợ, và ông thợ này thì cũng không có trong cái danh sách này. Nếu chúng ta nói thêm thì nó là ông thợ này là một thợ sơn, có lẽ một thợ sơn, un peintre. À, có lẽ ông thợ sơn, ông ta đang sơn cái mảng tường này. Ở trong này không có, trong danh sách không có cái danh từ này, tôi thêm vào un peintre, tôi thấy một cái ông thợ sơn. Và như vậy chúng ta có thể thêm ở trong hình này, tôi thấy một cái cầu thang của một tòa chung cư. Ở đây không phải là của một tòa nhà của gia đình mình. Nếu là một cái căn nhà của tư nhân thì người ta sẽ thiết kế cầu thang kiểu khác. Đây cầu thang này nó có cái chiều rộng này, rồi nó nằm ở trong một cái phòng như thế này, này thì chắc hẳn đây là một cái tòa chung cư. Vậy chúng ta trả lời như sau: Qu'est-ce que vous voyez? Các bạn thấy cái gì? Thì chúng ta trả lời là sau: Je vois un peintre. Rồi chúng ta thấy cái gì nữa? Và chúng tôi thấy cầu thang, l'escalier. Và đây là không phải cầu thang của một căn nhà tư nhân mà của một tòa nhà chung cư, da l'immeuble. Chúng ta chỉ thấy như vậy thôi, các cái chữ khác chúng ta chưa học, cái thang này chúng ta chưa có học. Người ta trả lời cho câu này nhé: Qu'est-ce que vous voyez? Bạn thấy cái gì? Je vois un peintre. Tôi thấy một ông thợ sơn. L'escalier d'un immeuble, là tôi thấy một cái thang bộ của một tòa chung cư. Ở phần bên dưới chúng ta học thêm một số các danh từ khác nữa. Les réparations là danh từ số nhiều, và chúng ta đã nói ở bên trên đây là danh từ của động từ réparer. Động từ réparer là sửa chữa đó. Động từ réparer là một động từ nhóm 1, sửa chữa, và ngoại động từ trực tiếp réparer. Đây là mặt động từ trực tiếp, tức là sửa bàn, sửa ghế, sửa bóng đèn, sửa ống nước, vân vân. Để chúng ta có COD, có động từ, có đối tượng trực tiếp. Từ thứ nhất, ở đây chúng ta để ý, đây là mở đầu bằng nguyên âm này, do đó người ta để là L apostrophe, nhưng mà chúng ta cần học thêm, đây là một danh từ giống cái. L'ampoule, ký tự M mà đứng trước ký tự P thì phát âm là N. L'ampoule là một cái bóng đèn. La clé là một cái chìa khóa. La fuite d'eau là một cái chỗ rò rỉ nước. L'outil là một cái dụng cụ. Ký tự L này không có phát âm. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Ký tự L cuối không phát âm. Và khi không phát âm thì chúng ta chỉ còn lại là outil. L'outil là một cái dụng cụ. Và động từ réparer chúng ta vừa mới coi, đây là ngoài động từ trực tiếp là sửa chữa. Sửa chữa một cái vật dụng gì, bất cứ cái gì chúng ta đều dùng sửa chữa, kể cả sửa máy móc, sửa xe gắn máy, sửa xe đạp, sửa bàn, sửa ghế, tất cả những gì mà nó bị hư hỏng, chúng ta làm cho nó lành lặn lại được thì chúng ta gọi là động từ réparer. La serrure là một cái ổ khóa. Ổ khóa này là cái ổ khóa nó nằm hẳn vào trong tường, chứ không phải là một cái ổ khóa mà chúng ta cầm riêng bên ngoài, chúng ta móc vào cái khoen. Cái ổ khóa mà chúng ta móc vào cái khoen như vậy, mình đã nói ở trong bài trước là un cadenas.
Katana là một cái ổ khóa mà chúng ta cầm rời ra bên ngoài, rồi chúng ta móc vào cái khoen để chúng ta bấm lại để khóa cái cổng hay cái cửa. Đó là Katana. Còn đây Serrure là cái ổ khóa, nó nằm chìm vào trong một cái cửa. Chúng ta có những danh từ chỉ các cái người thợ professional, những người làm việc mà chuyên nghiệp. L'électricien là một người thợ điện. Le plombier, người thợ sửa ống nước. Ký tự em này cũng phát âm là N, bởi vì đứng trước là B. Plombier, ký tự em mà phát âm là N. Plombier là một người thợ sửa ống nước. Thì chúng ta thấy có thể là sửa ống ga rồi nữa. Tất cả những cái rò rỉ về nước, về ga thì chúng ta gọi cái người thợ này tới. Le serrurier, người thợ sửa ống khóa, sửa khóa, khóa là khóa cửa nhà, khóa cổng. Bài số 2 yêu cầu các bạn hãy tìm ra cái chữ intrus. Intrus nghĩa đầu tiên là một người đột nhập bất hợp pháp vào một cái nơi nào đó, kể như kẻ trộm đó. Nó đột nhập vào mà không được phép. Ở đây chúng ta hiểu theo nghĩa là ở trong một cái dãy các cái từ ngữ này gồm có bốn từ ngữ, thì có một cái từ ngữ nào nó không cùng, nó không đồng loại với các từ khác thì chúng ta gọi đó là intrus, một cái từ đột nhập vào trong. Le serrurier là ông thợ sửa ống khóa. L'électricien là người thợ điện. Le plombier là người thợ sửa ống nước. Le locataire là người thuê nhà. Vậy chúng ta thấy rõ ràng từ ngữ thứ tư là không đồng loại, ở trên là ba cái người thợ có nghề nghiệp đi sửa cái này sửa cái kia, trong khi le locataire là danh từ chỉ một cái người đi thuê nhà thôi, không nói về một cái nghề nghiệp. Đây là một cái chữ mà chúng ta tìm ra này, chúng ta gọi là chữ intrus này. Hàng B, le couloir là cái hành lang. Le local à poubelle là một cái nơi, một cái phòng để trong đó để các cái thùng rác của các căn hộ. Le salon là cái phòng khách. L'ascenseur là cái thang máy. Vậy chúng ta thấy ascenseur nó không cùng đồng loại với các cái chữ bên trên. Các cái bên trên là các cái thành phần của một cái nhà, hành lang này, rồi cái phòng để rác này, rồi cái phòng để tiếp khách này. Giờ ascenseur là một cái máy, một cái máy để đưa người ta đi lên đi xuống các cái tầng lầu. Vậy đây là một cái máy và chúng ta gọi đây là một cái chữ intrus. Chữ C, la fuite d'eau, một sự rò rỉ nước. La serrure, ổ khóa. La clé, chìa khóa. Le serrurier, người thợ sửa ống khóa. Vậy ba chữ này nó đi với nhau thành một bộ. Ổ khóa, rồi có chìa khóa, rồi có người thợ sửa ống khóa. Trong khi la fuite d'eau là một cái danh từ nó không có cùng loại. Chúng ta gọi đây là một cái từ intrus, đột nhập vào trong trong cái dãy các cái chữ này. La fuite d'eau. Câu hỏi số 3. Décrivez les photos avec les mots de la liste. Décrivez là ngữ thứ hai số nhiều của động từ décrire. Các bạn hãy mô tả các cái bức hình sau đây với các cái từ ngữ mà chúng ta thấy ở trong cái danh sách này. Vậy trong danh sách này chúng ta thấy có cái từ ổ khóa này, có ông thợ sửa ống khóa này, chúng ta thấy có cái cửa này, và chúng ta thấy cái ông này ông cầm cái kìm để ông sửa cái gì đó. Như vậy động từ sửa này thì chúng ta có thể mô tả cái hình này như sau: một người thợ sửa ống khóa đang sửa một cái ổ khóa của một cái cửa. A serrurier, một ông thợ sửa khóa. Est en train de réparer, đang sửa một cái, động từ réparer là sửa. Sửa cái gì? Sửa cái ổ khóa, đang sửa một cái ổ khóa. Chúng ta viết tiếp xuống hàng dưới, đang sửa một cái ổ khóa. Une serrure, của một cái cửa. D'une porte. Chúng ta có thể bóc băng kê cũng được, một cái cửa ra vào cũng được, để cho nó giống cái, trong cái danh sách của mình. Và chúng ta đã mô tả xong cái hình thứ nhất. Các bạn thấy gì ở trong cái hình thứ nhất? Các bạn hãy mô tả. Thì tôi thấy một ông thợ sửa ống khóa đang sửa một ổ khóa của một cái cửa. Un serrurier est en train de réparer. Est en train de là đang, quá khứ tiếp, hiện tại tiếp diễn.
Một ông thợ sửa khóa đang sửa một cái ổ khóa une serrure d'une porte d'entrée. Đó là chúng ta đã mô tả hình thứ nhất. Hình thứ hai chúng ta thấy gì? Ở đây là chúng ta đây là bên trên là một cái bồn rửa, cái lavabo hay cái gì đó. Và đây là một người đang sửa cái ống nước. Như vậy người này gọi là ông thợ sửa ống nước, un plombier. Tôi thấy một ông thợ sửa ống nước. Chúng ta mô tả cái hình này. Un plombier est en train de, đang, être en train de là đang sửa, réparer có lẽ là một cái bồn rửa mặt hay là cái lavabo hay là cái gì đó. Thôi chúng ta nói là sửa một cái sự rò rỉ nước đi. Une fuite d'eau. Ở trong sách có cái chữ une fuite d'eau này. Cái chữ ở bên dưới chúng ta thấy là các cái hỏng hóc đó. Là une fuite d'eau. Thì ông này ông tới để ông sửa cái rò rỉ nước. Hình thứ ba chúng ta thấy đây là một cái bảng điện có nhiều dây điện và một người thợ điện đang sửa điện. Chúng ta mô tả cái hình số 3 như sau. Một người thợ điện, un électricien. Est en train de réparer, đang sửa chữa. Sửa chữa cái gì? Sửa chữa điện. L'électricité. Un électricien, một người thợ điện đang sửa chữa điện. Chúng ta thấy chúng ta có cái đồng hồ, rồi có các cái dụng cụ để đo các cái mạch điện trong này. Và chúng ta nói là một người thợ điện đang sửa chữa điện.